I don't care too much for that. I don't care too much for that. Ok rồi, câu hỏi số 14 này, rất nhiều bạn đang chọn D, nhưng cũng có bạn Xuân Đỗ thì chọn C, và có bạn Yến Chi thì chọn A. Rồi, ông nào đã bảo kết thực việt thực vào đây rồi này. Ok nhá, câu hỏi số 14: đâu là một nguyên tắc quản lý cán bộ công chức? Được không các bạn? Nào, chứ chúng ta thử xem câu hỏi số 14 D liệu có phải là câu trả lời chính xác hay không nhá. Nếu như D là câu trả lời của chúng ta, đại đa số chúng ta, thế thì để thử xem D liệu phải là câu trả lời sai hay không. 14D và tín hiệu của chương trình cho chúng ta biết 14D là câu trả lời. Là câu trả lời chính xác. Ok các bạn nha, 14D là câu trả lời chính xác. Được chưa? 14D là câu trả lời chính xác. Nào, thế thì ở đây như này. Thứ nhất là chúng ta các cái phần về mặt nguyên tắc ấy, thì nó có hai cái điều rất quan trọng chúng ta phải nhớ, đó là điều 5 các nguyên tắc về quản lý cán bộ công chức, và điều 3 là gì, là các nguyên tắc gì trong thi hành công vụ. Thế thì hai cái này người ta rất dễ là gì, là người ta sẽ lồng vào nhau để người ta hỏi lừa chúng ta, lồng vào nhau để hỏi lừa chúng ta, đúng chưa các bạn? Rất dễ lồng vào nhau để hỏi lừa chúng ta, được chưa? Thế thì bản chất của cái việc quản lý, nguyên tắc quản lý các bạn ấy, đây nhá, các bạn lưu ý nhá, là gì? Là rất đơn giản thôi. Cái này là cái việc là anh làm như thế nào, đấy là nguyên tắc trong thi hành công vụ. Đây cũng thế, đúng không? Làm việc phải hiệu quả, đúng không? Bảo đảm liên tục, thống nhất, mọi người làm việc phải thống nhất nhau, đúng chưa? Làm cái gì cũng phải gì, căn ke đến cái gì, cái lợi ích của nhà nước, đúng chưa? Của nhân dân. Đấy, nhưng mà riêng về cái việc gì, nguyên tắc về quản lý, tức là mang tính chất là bao hàm, mang tính chất là để đạt mục tiêu, thì gì, thì phải có job. Mà job là chúng ta là gì? Là sự lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý, các bạn đã nghe cái câu đấy chưa? Và cụ thể đây là gì? Là Đảng Cộng sản Việt Nam, các bạn phải lưu ý nhá. Được chưa? Đấy, nên câu 14 là gì? D là câu trả lời gì? Chính xác các em nhá.